trước các em đã được làm bài văn miêu tả cây cối. Hôm nay cô sẽ nhận xét phần làm bài của các em qua tiết trả bài văn miêu tả cây cối. Đề bài: tả một cây có bóng mát, cây ra hoa hoặc cây ăn quả mà em yêu thích. Qua phần làm bài của các em thì cô có một số nhận xét sau. Bài làm của các em có nhiều ưu điểm. Bài làm xác định đúng yêu cầu của đề bài là tả cây cối. Bố cục đủ 3 phần. Trình tự quan sát hợp lý. Dùng từ sát hợp có hình ảnh. Một số bài có cảm xúc chân thật. Chữ viết rõ ràng, có chú ý chấm câu và ngắt câu. Bên cạnh ưu điểm đó, thì lớp chúng mình cũng còn một vài hạn chế, như là lỗi chính tả vẫn còn, dùng từ chưa hợp lý, diễn đạt câu văn còn lủng củng, một số đoạn văn không đầy đủ ý. Sau đây là phần hướng dẫn sửa lỗi. Phần làm bài của các em. Đầu tiên là hướng dẫn sửa lỗi chính tả. Cô có câu: thân cây có nhiều mắt lồi. À, các bạn cho cô biết bạn mình đã sai lỗi nào nè. À, đúng rồi, bạn mình đã sai từ mắt. Phải là thân cây có nhiều mắt lồi nha các bạn. Ở đây các bạn chú ý vần ắt. Mùa xuân mận ra hoa từng chùm. Bạn mình đã sai lỗi nào? À, đúng rồi, từ chùm. Ở đây phải là mùa xuân mận ra hoa từng chùm. Các bạn chú ý cho cô âm chờ. Hương thơm ngào ngạt. Ở đây bạn mình đã sai lỗi. Vần ác. Các bạn chú ý. Hương thơm ngào ngạt nhé các bạn. Mận ngọt lịm. Ở đây đã sai từ lịm. Phải là mận ngọt lịm mới đúng nha các bạn. Ngoài lỗi chính tả thì cô còn hướng dẫn cho các bạn sửa lỗi dùng từ. Cô có hai câu: thân cây cao to, cành chắc chắn. Cây làm cho ta trái ăn, che bóng mát cho vườn em. Ở câu thứ nhất thì các bạn chú ý lỗi dùng từ ở đây là chắc chắn. Câu thứ hai thì các bạn chú ý cho cô lỗi dùng từ là làm và che. Và đây là phần cô đã sửa lỗi dùng từ cho các bạn. Thân cây cao to, cành khỏe khoắn. Cây cho ta trái ăn, tỏa bóng mát cho vườn em. Ngoài lỗi dùng từ và lỗi chính tả thì các bạn cũng cần chú ý hơn khi viết đoạn văn và viết câu. Sau đây các bạn hãy đọc đoạn văn sau, viết lại theo ý em để câu đoạn văn mạch lạc và sinh động. Cô có 3 câu. Câu thứ nhất: nhìn từ xa, cây như cái ô khổng lồ bao trùm lấy một màu xanh mát rượi. Câu thứ hai: tới giờ chơi, người em yêu quý nhất là cây bàng, vì cây bàng đã che em một màu xanh mát. Câu số 3: lúc đó mận ra trái nhỏ đang treo trên cành cây, tựa như chiếc chuông đang treo trong rừng cây rậm rạp. Các bạn hãy viết lại câu văn trên cho câu văn thật mạch lạc và sinh động.
Và đây là phần gợi ý của cô cho các bạn. Câu 1. Nhìn từ xa cây bàn như cái ô khổng lồ bao trùm cả một khoảng sân mát rượi. Câu 2. Tới giờ chơi, thú vị nhất là được ngồi dưới gốc cây bàn. Câu 3. Lúc mận ra trái, trông tựa như có hàng vạn chiếc chuông nhỏ rung rinh trong vòm lá xanh. Sau đây là nhận xét điểm hay trong bài văn của các bạn. Cô thấy lớp mình có rất nhiều bạn có năng khiếu khi viết văn. Và đây cô giới thiệu cho lớp mình một số câu văn, đoạn văn hay của lớp mình. Câu A. Cành mọc xếp tầng xoay quanh thân to và khỏe khoắn, xòe tán lá xum xuê như giang tay đón gió. Những búp non giống như những ngọn nến lung linh đang thắp sáng. Theo thời gian, những quả mận lớn dần và bắt đầu chuyển màu, từ màu trắng muốt chuyển dần sang màu đo đỏ, rồi đỏ chót như những chiếc đèn lồng thắp sáng trên cây. Em và cây mận cùng lớn lên theo năm tháng như một đôi bạn thân. Em rất yêu quý cây. Ở đây, các bạn đã dùng hình ảnh so sánh để làm cho cái câu văn của mình thêm sinh động. Cô giới thiệu thêm cho các bạn những cái đoạn văn hay của lớp mình. Qua phần làm bài của các bạn thì khi miêu tả cây cối, các bạn cần chú ý một số kỹ năng như sau: quan sát, nhìn nhận và xem xét sự vật. Nhận xét, các em có thể nêu những ý kiến của bản thân mình về sự vật. Các em có thể nêu tác dụng của cây phượng như che bóng mát cho chúng em vui chơi. Ví von so sánh. Trong khi miêu tả cây cối, các em có thể so sánh hình ảnh của cây với những sự vật khác. Ví dụ như tán lá của cây giống như cái ô che nắng, cành cây vào mùa đông trơ trọi như cánh tay, hoa phượng như cánh bướm. Em có thể dùng những câu cảm thán như "Ôi, chao ôi" để miêu tả sự ngạc nhiên của em trước vẻ đẹp của hoa, của lá. Cô vừa nhận xét xong phần làm bài của các em. Cô mong rằng các em sẽ làm bài tốt hơn nữa ở trong những tiết học sau. Cô chào các em.